Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với video tuần này của cô. Cô là Trương Thu Hương. Hiện tại thì cô đang công tác giảng dạy tại Sim English. Và cái nội dung mà cô tập trung giảng dạy là tiếng Anh giao tiếp và kỹ năng speaking, cụ thể là trong kỳ thi IELTS. Thế thì trong số của video tuần trước, nếu mà những bạn mà có đón xem thì các bạn có thấy rằng là cô có chia sẻ đến cái cách mà chúng mình sẽ triển khai cái topic về people, đúng không ạ, trong IELTS Speaking Part 2. Thì tiếp nối cái video của tuần trước, thì trong video của tuần này cô sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn cách mà chúng mình sẽ triển khai một cái nội dung nhỏ trong cái topic lớn về people, đó là về phần animals. Rồi, thế thì chúng mình sẽ cùng lấy một cái câu hỏi nhé, một cái sample question ra để các bạn có thể dễ hình dung xem mình sẽ triển khai như thế nào. Thì đây cô có một cái câu hỏi là describe an interesting animal you have seen. Đấy, và người ta gợi ý cho mình một số cái, ví dụ như là what the animal was, where you saw it, what you did, và explain how you felt about it. Thì đây cô sẽ tổng hợp lại nhé. Như tuần trước, đúng không? Trong số video của tuần trước thì cô có gợi ý cho các bạn cái cách mà chúng mình có thể triển khai cái nội dung trong cái topic về people, đúng không? Đầu tiên là khi mà mô tả về một người nào đó, chúng ta có thể đề cập đến cái appearance, là về cái ngoại hình của người đó. Chúng ta nói về cái ngoại hình tổng thể của họ, trông có ưa nhìn hay không, đúng không ạ? Và mình có thể lựa chọn ra một số những cái nét tính, cái nét ngoại hình nổi bật để mình nói về người đó. Cái thứ hai là mình sẽ nói về cái character, là phần tính cách của người này. Chúng ta có thể chia character thành hai cái mảng, đúng không? Một cái character trong cái đời sống nói chung, ví dụ là một người rất là hài hước, vui vẻ, ít nói, đúng không? Và cái character thứ hai là trong công việc và trong học tập. Ví dụ ai đó là một người rất là hardworking, chăm chỉ, hay responsible, là người rất là có trách nhiệm. Và cuối cùng là không quên sử dụng một số những cái cụm từ thể hiện về cái tình cảm của mình đối với cái người đó. Thế vậy thì đối với chủ đề animal thì nó cũng sẽ tương tự với chủ đề lớn là về people thôi. Đó. Thế khi mà chúng ta mô tả về một bạn động vật nào đó, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta có thể đi theo tham khảo cái khung này. Thì các bạn cũng sẽ nói về ngoại hình một chút này, đúng không? Mô tả ví dụ chung bạn nó trông có đáng yêu không? Lựa chọn ra một số những cái đặc điểm ngoại hình nổi bật trên người bạn đó. Ví dụ như là lông rất là dày, rất là mượt, mắt rất là đẹp. Về tính cách, đúng không? Ví dụ như là rất là thông minh, hiếu động. Đó. Và cuối cùng là một số những cái động từ thể hiện cái tình cảm của mình với các bạn đó. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ đi vào giải quyết cái câu hỏi vừa xong cô vừa show trên màn hình nha. Thế thì cái bước đầu tiên cũng như bao bài thôi ạ, đúng không ạ? Thì chúng mình sẽ triển khai giới thiệu một chút, nói cho giám khảo biết hôm nay mình sẽ nói về cái bạn động vật nào. Today I'd like to share with you about an animal I saw last week. Rồi, sau đó chuyển sang bước thứ hai, đúng không ạ? Là mình sẽ triển khai những cái ý, gợi ý trong câu hỏi và thêm cái phần chuẩn bị về ngoại hình cũng như tính cách của mình vào. Cái gợi ý đầu tiên đó là what the animal was. Thì cô sẽ giải thích, cô sẽ trả lời ngay và luôn. Đó là he was a dog, okay, a corgi from the UK, I guessed. Đó. Ở đây mình có thể triển khai cái này cụ thể hơn một xíu bằng cách là mình nói là I'd heard of this breed of dog and I'd always been excited to see them in real life. Nghĩa là mình đã từng nghe về cái giống chó này rồi, đúng không? Nhưng mà mình cũng luôn luôn rất là háo hức được gọi là gặp nó trong đời sống thực tế như thế nào. Thế thì trong cái ý what the animal was ở đây, đúng không ạ? Thế thì như cô có show cho các bạn ở cái slide trước, thế thì mình có thể đưa một chút thêm, đúng không? Mô tả về cái appearance cũng như là cái character của cái bạn động vật mình đang nói tới. Ví dụ ở đây về appearance, cô có thể mô tả một chút về cái đặc điểm nổi bật mà cô thấy ở cái bạn này. Ví dụ như là he looked so cute with soft fur and bright eyes. His fur was so distinctive, with yellow and white on his head and black on his cheeks. Đó. Ở đây mình sẽ mô tả tổng quát là bạn này trông rất là cute, đúng không ạ? Có cái đặc điểm nổi bật đó là soft fur và bright eyes. Nó cụ thể hơn nữa là cái phần lông của bạn này rất là distinctive, là rất là nổi bật, rất là khác biệt đó. Đây, với màu vàng, màu trắng ở đầu và ở phần má thì lại có cái phần lông đen. Để sau khi mình nói xong về appearance này rồi thì chúng mình sẽ chuyển sang nói về character, là về phần tính cách. Thế thì đây cô sẽ lựa chọn một cái tính từ mô tả về bạn này, đó chính là playful, đúng không ạ? Rất là hiếu động. Và đừng quên sau đó là chúng mình sẽ phải giải thích ra nha. Các bạn lưu ý là mình sẽ không chỉ là nói một playful mình dừng lại đâu nhá. Mình phải cần phải triển khai cụ thể ra cho người ta biết là playful như thế nào. Ví dụ đây cô sẽ thể nói là running non-stop to bond with other dogs, và they seem to enjoy themselves. Đó, rất là hiếu động, chạy liên tục này, đúng không? Để chơi với cả những cái bạn chó khác, và chúng nó trông có vẻ rất là vui vẻ với nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái ý tiếp theo, đó là where you saw it. Đó, thì đây cô sẽ trả lời trực tiếp luôn, đúng không? Là mình
I caught a sight of that corgi when it was jogging around the lake in my neighborhood. Đấy, nhưng mà các bạn thấy rằng nếu mà trả lời như này không thì câu trả lời của mình sẽ rất là ngắn đúng không? Vậy thì mình sẽ cần triển khai cụ thể ra. Ví dụ đây cô đã nói, cô trả lời cho họ biết được là cái chỗ mà cô nhìn thấy là loanh quanh ở cái đoạn hồ quanh quanh nơi cô sống rồi đúng không? Thì mình sẽ có thể triển khai thêm ở đây rằng là thế họ ra hồ ở đây thì họ làm cái gì đúng không ạ? Thế cô sẽ triển khai. Ví dụ như là locals usually take their dogs there every afternoon. They teach their dogs how to swim and throw balls for them to catch. Đó, thì đây là cái cách mà chúng ta có thể làm cho cái mạch trả lời của chúng ta nó được cụ thể và dài hơn. Tiếp ý tiếp theo ạ là what you did, đúng không? Tức là mình đã chơi gì với cái bạn chó này. Đấy thì đây các bạn có thể đưa vào rất là nhiều các cái hành động. Ví dụ như đây cô gợi ý nhá. Ví dụ mình có thể nói là mình sẽ came close to him này, đến gần này. Lovingly stroked his fur, đúng không? Vuốt lông. Patted him, tức là vỗ vỗ nhẹ nó. He walked his tail to welcome me in return. Tức là nó vẫy đuôi đúng không? Để kiểu chào đón mình. Then I fed him with my snack, để cho nó ăn. He licked his lips, đúng không? To signal that I should give him more. Rồi nó kiểu nó liếm môi, như kiểu nó muốn rất là thèm thuồng và nó muốn ăn thêm. Đó, thì ở đây các bạn có thể kể ra một số những cái chuỗi hành động khi mà gọi là mình chơi với các bạn chó đó như thế nào. Ok, và cuối cùng đó là phần explain đúng không? How you felt about it. Thế đấy cô sẽ đưa ra hai cái gọi là feelings của cô khi chơi với bạn này. Cái đầu tiên đó là felt very happy when I saw that cocky and spend some time with him. Đấy, thì sau khi chúng ta nói là chúng ta happy rồi đúng không? Thì chúng ta phải giải thích ra như thế nào. Chứ tránh là chỉ nói không như này thì bài sẽ rất là ngắn. Đấy, ví dụ đây cô có thể nói rằng là we kind of clicked each other the first time we met. Nghĩa là ngay từ đầu gặp nhau đã cảm thấy hai người rất là hợp nhau. Click ở đây hiểu là ngay từ đầu gặp nhau đã cảm thấy rất là hợp nhau rồi. Đấy, when I was about to leave, he just followed me and asked for affection. Nghĩa là tôi mà chuẩn bị lúc tôi chuẩn bị đi về á, đúng không? Thì nó cứ kiểu theo theo tôi ấy, đúng không? Và nó cứ kiểu ra kiểu ý như kiểu nó cứ dụ dụ người nào vào mình như kiểu muốn được yêu thương á. When I finally left, he begged continuously as if he was begging me to stay with him. Là khi mà tôi sắp rời đi đúng không? Đấy thì nó cứ sủa liên tục như kiểu là nó đang kiểu năn nỉ tôi muốn ở lại với nó. Đó. Thế thì đây các bạn thấy rằng là mình sẽ làm chia nhỏ các giai đoạn ra. Ví dụ mình đang kể lại hôm đó mình chơi với bạn cho nó như nào đúng không? Thì các bạn có thể chia nhỏ ra lúc đầu như nào, khúc giữa như nào và lúc cuối như nào. Đó thì đây cô sẽ nói là đấy ngay lúc đầu đúng không? Ngay lúc đầu đã click, đã hợp nhau rồi. Để xong cái lúc mà mình chuẩn bị ra về đúng không? Đấy thì nó ra sao? Đấy và cái lúc mình rời đi thì nó như thế nào? Thì các bạn chia nhỏ câu chuyện ra như vậy thì nó sẽ cho các bạn thêm nhiều idea hơn để nói ha. Rồi. Và cái ý thứ hai cô muốn nói ở đây đó là how you felt đúng không? Là mình sẽ nói là I've also felt relaxed as I could have time for myself by strolling. Đó, sau đó mình sẽ giải thích ra cụ thể hơn. Ví dụ như là I've been so swamped with work, tức là nhiều ngập mặt về công việc ấy. Mình giải thích ra cụ thể hơn nữa đúng không? Nói ngập mặt trong công việc thì vẫn chưa rõ ràng lắm. Ừ, thì mình có thể triển khai cái câu trả lời này bằng cách là mình đưa thêm là bận rộn và ngập mặt công việc như thế nào. Ví dụ đấy cô nói là getting to the office at 8 o'clock and not getting back home until 8 p.m. Đó, mình triển khai cụ thể ra. Sau đó mình sẽ comment một chút là it was a stressful period. Đấy, sau đó thì mình sẽ link một chút với cả cái vế đằng trước khi mình nói mình chơi với bạn chó đó ấy. Thì đấy cô sẽ nói là playing with that dog somehow eased my tension, nghĩa là nó làm cho mình đỡ căng thẳng hơn đúng không? And I did have a great time. Và tôi đã có một cái thời gian rất là thoải mái và thích thú. Rồi, sau đó thì chúng mình sẽ kết thúc bài nói của mình. That's all I want to say. Một cách rất là cơ bản như mọi bài thôi. Đó. Thì các bạn thấy rằng là đối với cái chủ đề về animal ấy, đúng không ạ? Thì nó cũng không khác. Thực ra nó giống với cả cách mà chúng ta mô tả về people. Chúng ta vẫn dựa trên cái sườn mô tả về ngoại hình, về tính cách đúng không, và một số những cái cụm từ thể hiện về cái tình cảm của mình đối với cái người hoặc là cái con vật đó. Thế thì trong để chuẩn bị kỹ cho cái bài IELTS Speaking Part 2 đối với cái nội dung về people and animals đó, thì các bạn có thể chuẩn bị thêm một số những cái bài mô tả về những con động vật sau. Thứ nhất đó là về wild animal, tại vì thi giám khảo có thể hỏi mình là mô tả về một wild animal là một động vật hoang dã. Thứ hai đó là về insect, một con côn trùng đúng không ạ. Thế và cuối cùng là underwater animal. Đó, thì theo cô thì chúng ta nên dành thời gian chuẩn bị cái cách triển khai đúng không, cũng như là một số từ vựng đối với cái chủ đề animals đúng không. Bên cạnh cái interesting animal là như kiểu là nói về pet ấy, thì các bạn nên chuẩn bị thêm về ba cái chủ đề thêm này nữa. Thứ nhất là về wild animal này,
thứ hai là insect và thứ ba là underwater animal để cho các bạn có thể gọi là có được cái sự chuẩn bị nó kỹ càng đầy đủ về cái nội dung animal này. Thì khi mà các bạn đi thi thì cũng nghĩ là thực ra animal nó cũng chỉ gọi là xoay quanh những cái chủ đề về động vật thế này thôi. Pet là nuôi ở nhà đúng không? Thứ hai là hoang dã, côn trùng, cuối cùng là những cái con động vật sống dưới nước. Thì khi mà chúng ta chuẩn bị sẵn như này rồi thì thật ra là có thể không cảm thấy lo sợ nếu mà đề bài hỏi với chúng ta về animal vì kiểu gì chúng ta cũng sẽ nói được thôi. Thế nhá. Thế tuần này thì cô chia sẻ với các bạn cái cách mà chúng ta triển khai cái topic animal trong cái Spring Part 2. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong số video của tuần tới nhé. Bye bye.